Rồi dạ hồi mới nào? Cấp xong. Mới sao? Cấp xong hả? Cấp 3 lần. Sao vậy? Lý do khóc. Cấp xong rồi cái lau nước mắt xong cái mọi người kêu bình tĩnh cái khóc tiếp. Ủa mà sao khóc vậy? Cảm động á. Giống như là cưới lần nữa. Giờ sao khóc nữa kìa. Nói chung là bữa nay là em tới chương trình được mặc cái bộ đồ cưới như là như cái thỏ ban đầu hai đứa mới mới cưới mới cưới nhau mới quen nhau cho nên xúc động đúng không? Cho nên là em được cảm động. Chào anh chị. Sao có rung không? Có rung không? Dạ mới khóc xong. Mới khóc xong hả? Khóc 3 lần. Sao vậy? Lý do khóc. Khóc xong rồi cái lau nước mắt xong cái mọi người kêu bình tĩnh cái khóc tiếp. Ủa mà sao khóc vậy? Cảm động á. Giống như là cưới lần nữa. Giờ sao khóc nữa kìa. Nói chung là bữa nay là em tới chương trình được mặc cái bộ đồ cưới như cái thỏ ban đầu hai đứa mới mới cưới mới cưới nhau mới quen nhau cho nên xúc động đúng không? Cho nên là em được cảm động. Như vậy á, như vậy chứng tỏ là chị thấy vậy chú rể quá yêu cô dâu. Đúng không? Thực sự đây là một người đàn ông quá yêu vợ, thành ra là anh rất dễ bồi hồi cảm xúc với những cái gì thuộc là kỷ niệm của cái tình yêu, của cái tình cảm vợ chồng này. Cho nên cái chuyện mà khóc đó là một cái điều hết sức bình thường, đó cảm xúc hết sức bình thường của một người có một trái tim rất là nhân hậu. À. Đó, em phải thấy là mình quá hạnh phúc khi mà có một người chồng yêu thương mình như vậy. Và phải nói là chưa bao giờ mà tôi dẫn một cặp vợ chồng nào mà có một cái sự bắt đầu mà nó đong đầy nước mắt như là cặp vợ chồng này. Đúng không thưa quý vị? Đúng không? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Hận và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Văn Hiếu, hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em làm tài xế và buôn trái cây. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Thế còn em tên dạ, gì? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận và toàn thể khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phương Nhàn, năm nay 32 tuổi. Em lớn hơn chồng em 6 tuổi. Dạ. Em là hiện tại là đang chăm con nhỏ nó ở nhà. Em đến từ Long Khánh. Tức là bây giờ hai chồng đều ở Đồng Nai đúng không hay là sao? Dạ, dạ hai chồng ở Long Khánh lên. Lần đầu tiên thì các bạn là gặp nhau rồi bắt đầu yêu nhau như thế nào? Em quen bà xã em là trong một trường hợp là bà xã em đang trên đường đi thì chỗ đó là có một cái trạm bắn tốc độ. Đó. Thì khi đi xuống thì công an đứng ở dưới. Thì bên nhà em là có một cái hiên, có một cái ghế đá. Thì bà xã em mới thấy trống chảy, bà xã em mới tấp qua. Mà lúc gặp bà xã em không biết nó là sao nữa. Nó dạng như là nó có một cái cảm giác như là gặp quen, từ kiếp nào á, quen từ kiếp nào. Đặc biệt lắm. Thế còn em thì sao? Em đâu có biết nhà là chồng em đâu. Cái em ngồi, cái chồng em đi về thấy người lạ ra đang ngồi nhà mình, cái chồng em ra bắt chuyện. Cái em thấy dễ thương, đẹp trai á, cái em xin số điện thoại. Cái về nhắn tin, em nhắn tin trước, em hỏi thăm, xong rồi hỏi tuổi nhiêu, cái chồng em hỏi, em nói trước đi. Từ đầu là biết chồng em nhỏ tuổi hơn em rồi. Em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Vậy em nói em nhiêu tuổi? Em nói em sinh năm 90. Em hạ xuống 4 tuổi. Chồng em là lúc đó thích em 92 mà cũng nói 90 luôn để cho được quen nhau. Một đứa nâng tuổi, đứa hạ tuổi đúng không? Khi mà anh này biết tuổi thiệt của cổ á, thì lúc đó em sao? Lúc mà em biết tuổi thiệt của xã em á thì em... Có bị ngỡ ngàng không? Dạ em cũng không ngỡ ngàng gì á. Em cũng vẫn thương, em nói xã hơn 20 tuổi tôi vẫn lấy xã nữa. Tụi em yêu nhau được mấy tháng? Dạ, tụi em biết nhau là tháng 6 đến tháng 12 là cưới luôn chị. Rồi cưới được nhiêu lâu rồi? Dạ, được 1.5 năm. Nhưng mà 6 tháng cưới nhau, liệu là 6 tháng các bạn đã hiểu nhau hết chưa mà đã cưới? Em không cần chồng em hiểu chồng em được rồi. Em an tâm là có người chồng vậy được rồi. Tại vì ba mẹ em là người đánh giá rồi, bà con cô bác khen chồng em lắm. Nhiều khi mà mẹ em đi đám cưới á, lúc mà mới quen nhau thôi, mẹ em đi đám cưới, chồng em biết là mẹ em sẽ vắng nhà. Bữa chủ nhật cái chồng em âm thầm vô nấu cơm cho ba em. Bữa đó Hiếu nấu gì vậy? Dạ. Bữa đó nấu quá. Ủa thương, thương. Bữa đó nấu, cho, nấu cá kho cho ba hay là kho thịt? Bữa đó anh làm canh mướp nên gì, nấu... đó, gì đó. Không, ba súp, sườn ram với lại canh bí đỏ. Sườn Hiếu. Ram với canh bí đỏ. Hiếu anh chia sẻ thật lòng với em luôn Hiếu. Dạ. Anh cảm động nên vì anh ngưỡng mộ em á. Một cái người đàn ông quá tình cảm như vậy. Dạ tình cảm lắm, chụp hình cưới cũng khóc nữa cho anh chị. Rồi cái đêm
cái gì mà hỏi cái đêm hoài vậy? Cái chú này thiệt tình, cái chú này á thiệt tình á. Cái đêm đầu tiên đó chắc cũng khóc. Khóc nữa hả? Cái đêm đầu phòng cũng khóc luôn. Dạ, nói xã ơi, xã anh ơi, còn chinh em trao hết cho xã. Trời ơi là... té cắm đầu nữa nè. Rồi lúc đó làm sao em? Cái em mắc cười nổi ra kìa. Thì em nói thôi đi, giờ tôi đâu quan tâm quá khứ của anh nữa đâu. Giờ mình cưới nhau rồi, còn hay mất được quan trọng gì. À. Rồi em có phát hiện ở một cái gì ở người đàn ông này có một sự bất ngờ, một cái sự riêng tư của anh không? À, lúc mới cưới về á, em thấy góc học tập của anh mà đúng mà tốt nghiệp rất là lâu mà tập cấp 2, cấp 3 vẫn còn vậy nè. Cái ảnh mấy khoe nó đấy, hồi ngày xưa anh học giỏi lắm á, không tin là xã mở ra coi đi, điểm 10 văn lý luôn nè. Cái em mới lấy một quyển tập em rút ngẫu nhiên thôi, em coi cái nét chữ làm sao, đang lật lật cái em thấy một cái lá thư, nói chung là em chưa định hình đó là lá thư. Chồng em lập tức nhào tới chụp bỏ miệng nhai. Em nhai hay không? Ủa lý do mày nhai? Em nói hả, mày nhai cái gì trong miệng? Trời ơi. Dạ lúc là em tức lên, tức lên rồi nói tức đi. Tức lên cái này ý lớn tuổi. Ừ. Cái em nói mày nhai gì trong miệng hả? Cái tờ giấy là cái gì tao chưa đọc nữa, là cái là mày làm gì mày nhai? Nội dung là cái gì chắc ghê gớm đúng không? Cái chồng em cứ nhai miệng nhai mà lắc đầu, khoanh tay quỳ gối luôn. Khóc, sau đó khóc. Nói xã ơi đừng kêu mày tao, anh tổn thương lắm. Cái em nói nếu mà không nhả ra hả thì cứ nhai nó nát đi, là tình cảm nát luôn. Mới cứ về cho nát luôn. Xong cái chồng em không? Không, lùa qua bên nói chuyện. Thôi để anh nhả, nhưng mà tha thứ cho anh nha. Anh không nhớ này nội dung gì, nhưng mà ngày xưa anh không có yêu ai, người ta yêu anh không à. Cái em không tin, cái em lấy nhả ra, tự chồng em hả quỳ gói xuống, cái móc trong miệng ra, xếp ra rồi chỗ ướt, rồi chỗ khô, rồi chỗ rách, rồi chỗ lạnh vậy đó. Cứ phủi ra, cái em đọc thì nội dung rất là bình thường, là người con gái tỏ tình chồng em vậy thôi. Mà nhai, nhai mà có gì đâu nhai. Xong mà trước đó là em tát mấy mặt tay rồi. Trời ơi. Bin té cắm đầu hoài à. Trời ơi. Vậy cái cảm xúc của em cái đêm tân hôn nó vui không? Đó. Sao em làm ăn đó, được? Sao em ta... sao em mừng ăn được? Nói chị nghe coi. Là hôm đó chị, đêm tân hôn đó là ăn tát đó. Ăn tát đó. Là mới cưới về cái khoe góc học tập đó. Ủa là cái đó là đi tân hôn luôn? Mới cưới về luôn là em sáng em mấy bạc tay. Là nhai đó hả? Dạ. Cái em cũng thấy có lỗi, xong cái cũng nhưng mà cũng ương rồi cũng nằm. Thấy chồng em nằm quay lưng qua khóc, khóc thầm. Em quay qua, tại vì hai đứa đang đối lưng quay quay vô tường, đứa quay ra ngoài. Cái em quay qua, cái chồng em cảm nhận được là em quay qua cái khóc rung lên. Xong cái em nói thôi lại đây, cái nhào tới em liền. Hòa khóc lớn lên. Xong cái chồng em nói chồng em khóc òa lên, nhưng mà là tuổi thân đó, nếu xã ơi đừng có kêu mày tao, đánh anh như không được, đừng kêu mày tao, anh tổn thương, anh không có quen. Lau nước mắt anh đi, lấy tay em, tự lấy tay em rồi đưa lên mặt chồng em ấy. Xã lau nước mắt cho anh đi, anh tội nghiệp lắm. Trời ơi cái thương vậy. Rồi xong sao nữa? Xong cái quan trọng là cái cần cái hỏi cái sao cái xong đó. Cái nói anh còn chinh trắng trao cho xã đó. Xã là người đầu tiên của anh đó, anh chưa yêu ai bao giờ mà nhiều người thương anh lắm. Cái em tự nói trời, chồng mình được nhiều người thương quá, tại sao mình cứ ăn hiếp chồng mình mà không nói chồng mình thương mình vậy nè. Cái sau này cái em cũng hối hận quá. Dạ cũng sửa đổi, cũng không có kêu mày tao nữa. Không, chị đang hỏi cái không, đêm đó cái đêm động phòng á, chị đang hỏi cái đêm đó, dạ, không, ngay cái đó sau bỏ đó làm bên à, cái đêm động phòng sau khi lấy cái tay quẹt nước mắt đó là tới luôn đúng không? Dạ không, làm mất hứng rồi, mất tiền không tức mà mất hứng mất tất chạy được luôn. Nhai tờ giấy là bả nhai ông rồi. Và đêm thứ hai là bắt đầu thành công đúng không? Dạ lên mạng học nó còn trên đường kiểm tra liền. Mà đúng là còn xin không? Em không biết nhưng mà thấy mắc cỡ. Mắc cỡ, đó là em phải mắc cỡ. Anh mắc cỡ cái anh lấy màn che mặt lại, thấy em nhìn cái lấy màn che mặt lại xong cái mở ra nhìn em hẹn thùng. Trời ơi trời ơi. Nói chung là em cảm nhận là rất là chân thật. Thấy thương quá. Rồi sau hai đứa lấy nhau rồi, rồi có em có bị vỡ mộng gì với Hiếu không? Dạ có, bao nhiêu cái tính tốt hết, rất là tốt mà giờ em nói ra chẳng ai tin luôn, nhưng mà cái vỡ mộng là chồng em hay ngủ hay xì hơi đó chị. Lần đầu là xì hơi tủng. Xong cái em là lúc đó nghĩ lần đầu tiên mình không có kinh nghiệm thì nó lùa vô trời chịu không nổi. Lần thứ hai qua mấy ngày sau em thủ sẵn chai dầu đầu giường, trời mỗi lần nghe tiếng là em đưa vô sẵn.
chỉ có một cái đó là xấu thôi, còn dạ, tìm không còn gì ra nữa không em? Dạ không, em tìm không ra, tại vì về nó là cái việc mà nội trợ là chồng em làm hết, nấu ăn giặt giũ nấu cơm nấu, thậm chí cái toilet nó rất là một ngày ba ngày chùi sạch lắm kìa. Trời ơi quý vị ơi, đích thị đi là người đàn ông lý tưởng rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hiếu, vợ em có tính xấu gì không? Vợ em có tính xấu là chỉ không biết giữ gìn sức khỏe mình thôi. Trời ơi, vợ tính... ăn ớt như sáo vậy. Ông vậy hả? Ăn ớt hả? Ăn ớt thì mới ghen đó. Em có cảm thấy vợ em hung dữ không? Vợ em thì hung dữ thì chỉ lúc là có chuyện. Vợ em sanh nở xong rồi người căng thẳng mệt mỏi này kia thôi, chứ bình thường vợ em rất là đáng yêu. Đáng yêu à. Có hay mỗi khi giận lên là có hay cào cấu rồi xé rồi nhét nhát nhéo em không? Dạ có. Hiện tại vết sẹo vẫn còn, em thừa nhận luôn. Trời, em hối hận không trời? Dạ hối hận. Tại cái em... chồng em nói là em ơi cái này không phải là xả cào đâu, xả đừng có buồn, cái này là con cọp. Con cọp nó em tuổi cọp mà chồng em nói con hổ nó vồ anh. Trời, câu chuyện về người chồng bị vợ bạo hành triền miên là có thật. Nhưng mà tối ngày cứ nói xả có nắm năm thoải mái đi, miễn sao là xả vui được rồi, cái em càng làm tới. À, vợ em có thật xấu gì thêm để bổ sung nữa không em? Bổ sung nhẹ đi. Nói đi, mai không cào nữa. Trời, mắt rơm rớm nước mắt nó rồi thưa quý vị ơi, trời ơi. Có nhiều lắm mà không dám nói sao. Em cứ nói đi Hiếu. Thôi bây giờ riêng cặp này á, để vợ tự khai đi. Chồng em hay phàn nàn, mỗi lần ở nhà lại mặc bộ cái có công chuyện ra ngoài cái em lại thay bộ. Cái bộ cái mình so bộ nào hợp cái thể giường này nè. Cái chồng em nói xã ơi, mỗi ngày về nó xã ơi, cái đống đồ này là sao vậy, sạch hay dơ vậy? Cái em nói không biết nữa, giờ lộn xộn là cái chồng em phải ngửi. À. Cái nào có mùi mồ hôi là dơ, cái nào mà thơm là để qua bên vậy đó. Rồi tự giặt em, vậy. Chồng em coi như là bừa bộn đó, bừa bộn dạ, đó. Chồng em lặng lẽ gom giặt rồi thôi. Cái chồng em nói tôi là cái máy giặt của xã rồi, từ nay xã cứ mặc dơ sạch gì cứ đưa cho tôi làm hết cho, đừng có để đây rồi tôi đi hửi tội tôi. Mà giặt tay, giặt máy? Dạ giặt tay. Trời ơi. Giặt đồ cho con rồi giặt riêng thao rồi không có giặt chung. Là ổng giặt hết luôn. Dạ, nấu ăn rồi làm hết luôn. Quét nhà, lau nhà, giặt đồ xong cái đấm lưng cho em, tự động đấm lưng sức cho em, cho em, rồi tắm cho em nữa. Tắm cho em luôn. Từ đó, từ khi cưới đến giờ là cũng gần 5 rưỡi cũng có con rồi. Mà chồng em tắm cho em xong cái, nói chung là tắm cho em bé rồi, xong cái ra hỏi em thích mặc đồ gì, xong lấy xong cái kêu là dịnh đi để mặc quần vô, rồi sợ té cái bắt dịnh dai vậy nè, giống như người lớn chăm em bé vậy đó. Trời ơi, dễ thương ha. Còn cái gì nữa trời em, ơi. Nhiều khi em nửa đêm ngủ nhìn qua thấy chồng mình ngủ đó, trời, phải chồng mình không đẹp trai mà thương mình, không biết phải là đang nằm mơ không nữa. Hiếu, dạ. Chị hỏi nè, cái nguyên nhân vì đâu mà em yêu vợ em một cách gọi là thành kính như vậy? Có nghĩa là thành kính thiệt luôn á, thành thiệt kính đúng mà cung kính đúng mà nghĩa luôn á, yêu một bà hoàng hậu vậy đó, chứ không phải là yêu một con người bình thường nữa. Thì yêu vợ em mình chỉ biết yêu hết mình, không có lý do. Thì em nói tôi thương xã, tôi nguyện làm trâu làm ngựa xã suốt cuộc đời này. Rồi nhiều khi mà lâu lâu cũng hỏi rồi xã ơi, tôi sống với xã như vậy có được chưa? Cắt chăm sóc xã như vậy có được chưa? Có cần chỉnh sửa hay nâng cấp gì không? Dạ anh muốn hỏi Hiếu, em có một chút gì đó mong muốn vợ mình thay đổi không? Em mong muốn xã em là đừng có ăn ớt nhiều. Ăn ớt nhiều tại vì ớt nó có chất axit nè, nó bào mòn bao tử mình. Cứ ăn vô rồi than ơ tôi đau bao tử quá anh ơi, tôi đau bao tử quá. Bớt ăn vậy ớt thôi. Mới có thêm gì lại. Đâu rồi ví dụ lúc nó nóng giận thì đừng có kêu mày tao mi tớ này kia, nó không hay. Dạ. Em thay đổi được tất cả những điều mà Hiếu mong muốn không? Dạ được chứ. Xưng hô mỗi khi giận hờn mày tao. Giờ em cũng giảm rồi. Thế còn em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Chồng em biết quá tuyệt vời rồi, em biết sao. Sao lại có một người như thế này nhỉ? Không, cái này mình không có nói về cái yếu tố gọi là tâm linh nha. Nhưng mà nó dường như là tụi em có một cái vướng bận gì từ kiếp trước đó. Kiếp này tụi em phải gọi là trang hòa để mà trả lại cho nhau. Nhưng mà nói vậy, cái kiếp này thì chị thấy vậy nè cưng. Em phải có một cái cách nào đó để cho chồng em lớn lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên, kiên hùng lên. Chồng em rất là mạnh mẽ rồi, bản lĩnh lắm chị. Ở bên ngoài đúng không? Ở bên ngoài rất là bản lĩnh. Không, nhưng mà với em nữa, chẳng hạn như chị. Chồng em là yếu đuối với em thôi. Thương là thương, nhưng mà mình phải hết sức bản lĩnh. Cái gì đúng thì là vậy, còn cái gì không đúng là mình phải nói lên cái chính kiến của mình. Đúng không? Đúng.
thay đổi, thay đổi chút xíu. Em đó, em tức là mọi thứ là do em phải em phải làm được cái điều đó cho chồng nha. Đó nha. Rồi. Và xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn viên mãn với tất cả những gì ở cuộc sống này. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Em xin chào MC anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay của vợ chồng Soạn. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Minh Khoa. Thì em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. À, Hải Phòng. Hải Phòng. Hải Phòng. Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Thơm rực trời Hoa Phượng Đỏ. Đó. Đó. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39. À, 39. Ở Khoa làm ngành nào? Em kinh doanh bất động sản. Em vậy là Khoa nhỏ tuổi hơn em đúng không? Nhỏ hơn em tới 4 tuổi. Bởi vì nãy mới ra là chào bạn liền đó. Tại vì thấy sắp sắp rồi đó. Sắp sắp ngang ngang nhau. Rồi xin mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả của đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em là Nguyễn Hằng. Em cũng hiện tại em đang ở Hải Phòng. Và công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Dạ, năm nay em 34 tuổi. Dạ. Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen và rất là hot ở trên Facebook đúng không? Về mỹ phẩm của em. Dạ. Em có được một phút để giới thiệu về sản phẩm của mình á, mời em. Em kinh doanh cái sản phẩm đó là như thế nào? Dạ em thực ra thì em cũng cái này đó là cái duyên ấy ạ. Tự dưng là cái nghề của mình nó tự dưng nó tìm đến mình. Trước thì em kinh doanh rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau nhưng mà nó là cái duyên đến với em, nó là cái khi mà gia đình mình ấy có người bị bệnh là dùng cái những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì cái đấy nó là cái mà gia đình của mình có cái người khỏi bệnh thì sau đó thì mình mới làm những công việc đấy thì mình thấy rằng là cái đấy nó ý nghĩa quá. Khi mà mình vừa làm mà mình vừa được tức là mang giá trị lại cho những người khác thì đấy là cái nó là cái duyên của em. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của em hiện tại đang là có gần 70 sản phẩm riêng của công ty em. Em đợi xíu anh Thanh đang bị trục trặc. Ở trong này à? Khoa vô rồi nào? Em vừa hôm qua. Sân bay có bị kẹt không? Sân bay có đông không? Không bình thường. Sân bay em vào trong Tân Sơn Nhất á, có bị em thấy đông không? Đông cũng đông nhưng mà không phải không. Cách đây 2 hôm là ngoài kia kẹt cứng. Sao kỳ vậy? Thì có đường lúc mình di chuyển từ sân bay về. Sao không? Cái mùa này á là Việt Kiều năm nay về nhiều lắm. Kẹt Việt Kiều năm nay là người ta nói cả 150.000. 150.000 là một ngày á. Nhưng mà về cả triệu mấy người luôn đó. 150.000 em nói là một ngày á. Anh tưởng tượng đi 150.000 chứ. Cho nên là dễ bị kẹt nhưng mà đó là bên quốc tế thôi. Bên quốc nội đâu không, có gì đâu. Kẹt cứng luôn. Thì lúc đó em có từ 2 hôm trước bay về khách sạn thì nó mới tắt đường. Trời, đường phố Sài Gòn mà bây giờ 6 giờ mà 6 giờ 15 chị đi nó cũng chị kẹt. Chị biết rồi, trời ơi, kẹt cứng cừng cừng luôn. Cái vậy đường Phạm Văn Đồng mà trời ơi, nó bự vậy đó mà 4 năm làm là xe. Chị phải đưa con Mỹ Ngô đi học á. Thì đó, sáng chị phải đưa đi học xong rồi. Nhưng mà ngày thường thì sao? Thì cũng vậy. Okay. Nó lớn rồi sao để không thằng Phú nhưng mà chị đi quay chị phải đi theo nó chứ không thằng Phú đừng vòng về còn chết nữa rồi đang tiếp là tục. Cái duyên em nói đang là cái duyên để có 70 sản phẩm gì đó. Thì thực ra đấy cái nghề của mình nó là cái duyên ấy, tức là từ trước đến giờ em kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau nhưng mà khi cái này nó là cái duyên mà khi mà nhà em có người bị có vấn đề bị bệnh ấy, thì mình biết đến những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe thì cái người nhà của mình khỏi bệnh thì sau đó thì mình tự dưng những cái sản phẩm tốt nó cứ tìm đến mình ấy, và sau khi mình thấy rằng là mình làm những cái ngành nghề khác rồi nhưng cái này là nó đem lại giá trị cho mọi người thì là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thế là em mới chuyển sang cái ngành nghề này thì công ty của em thì cũng được hai vợ chồng cũng được 8 năm rồi. Thì hiện tại là công ty em có gần 70 sản phẩm của công ty, vừa là mỹ phẩm và vừa là thực phẩm chăm sóc về sức khỏe. Dạ. Tốt rồi đấy. Và cái sở gần nữa công ty em là vì sức khỏe tương lai người Việt nên là lúc nào mình cũng mong muốn là mang những cái sản phẩm tốt nhất và ưu việt nhất tất cả những cái
rồi là, Việt Nam. Vậy là cái năm nay á, là bất động sản là coi như là dạ. tạm thời đứng yên đứng chỗ đặng phụ với năm vợ im, thôi đúng không? Sang mỹ phẩm và thực phẩm và sức khỏe. Đúng rồi. Đó, cái gì có thể đứng yên nhưng mà sức khỏe thì lúc nào cũng vậy, cũng phải cần được chăm sóc. Chăm sóc, đúng để nó đi lên ạ, không để nó đi xuống. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. À, dạ. Bây giờ kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp thì có ấn tượng gì về nhau? À. Dạ. Thì cơ duyên gặp nhau thì là em biết Hằng là qua một cái bà chị ấy. Bà chị lại chơi với ông Anh, ừ. ông Anh ấy lại chơi với em. Là qua đấy thì em biết đến Hằng thì Hằng là ở trên Hà Nội, sinh sống ở trên Hà Nội, em ở dưới Hải Phòng, nên là Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi với bà chị, thế là mới chấp nối cho nhau đó, gặp nhau đó đúng không? Vâng. Coi như bà chị chơi với ông anh anh của em, thế là coi như đi đâu đi bốn người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu, anh bảo là anh có một thằng em đẹp trai lắm, giám đốc công ty đẹp trai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Kiểu như thế thì em cũng muốn gặp. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp trai, công nhận là nhìn cái đẹp trai, nhưng mỗi tội là kiểu lúc nào cũng đúng rồi ít nói, nhưng kiểu lúc nào cũng tóm lại là kiểu như là lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Ngày trước thì lúc mình còn trẻ thì lúc nào cũng thích các anh thì phải săn đón nọ kia, nhưng gặp anh này thì anh ấy khác, thì anh khác kiểu như nào cũng ta không cần đàn bà cái kiểu như thế. Nhưng mà lúc đó là Khoa là trong tình trạng như thế nào, có bạn gái hay là đang một mình? Dạ thì lúc đó thì em có bạn gái ở Hải Phòng. Hả? Có bạn gái. Thế thì bên là ổng có rồi, cho nên là ổng gặp gái khác thì ổng lạnh lùng là chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái style là vậy. Người anh mà ăn lê đó, phát tỉnh ăn lê. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn ấy. Hằng ấy, nhưng mà gặp lần đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ, hơi bị hút đấy. Mông thì lại cong như bò ngựa luôn. Đấy. Đấy, mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Đấy, thì em có một bạn gái ở Hải Phòng và bạn này trên Hà Nội, cũng có một bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Như vậy là cô ấy có thế sức là... hút. Đó. Thế là cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Đấy, Hải Phòng, Hà Nội. Ba nơi luôn. Ba nơi có Đà Nẵng hay là... Không có, thì ba thành phố. Có nghĩa là có ba bạn gái ở ba thành phố lớn. Ba thành phố lớn. Đó. Rồi sao? Rồi có làm quen với cô, có tỏ tình với cô không? Thì em chưa tỏ tình. Em em nhờ ông Anh để nói chuyện với bà chị để xin số điện thoại của Hằng. Nhưng mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng thích xinh đẹp trai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cứ cái kiểu lơ mà có như lơ là em rất là ghét. Nên là khi mà em gặp thì mình ấn tượng là cái nhất là em thấy rằng là anh này anh đẹp trai thư sinh. Ngày xưa anh em bây giờ lấy vợ tăng hơn 10 cân. Chứ ngày xưa kiểu gầy gầy ấy, xong rồi mắt nó cũng ướt. Mà tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp trai, công nhận. Nhưng mà có một cái điều gì đấy, tóm lại là em nhìn cái người đàn ông này có cái gì đấy em... cái đôi mắt rất là buồn. Và... nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Và cái vấn đề là khi là... tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu. Em không nghĩ là yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh nhắn tin liền tù tì 7 ngày. 7 đến 10 ngày. Nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin. Thế là sau bẵng đi tầm 1 tuần không nhắn tin nữa. Chiêu em... chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Để thả ra sau tạo thói quen lại. Tạo thói quen á em. Đó, phụ nữ mình chết vì mấy cái thói là quen vớ vẩn đó đó em. Chắc chắn là sau đó 7 ngày là cô này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ABCD? Thực ra lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà có một cái không anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là trời lạnh nhớ mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa. Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á. Thói quen hư hỏng cho mình á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em mới nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà chị biết chắc chắn là khi mà em câu là em biết con cá này sẽ cắn đúng không? Em rất là tự tin trong việc đó. Có tự tin không Khoa? Thực ra thì em cũng không khẳng định em tự tin.
Tại vì lúc đấy là con người em thì em thích làm việc. Đấy, còn cái việc là có bạn gái không thì đấy là một cái niềm vui cho mình. Bên cạnh cái thời gian mình dành cho cái việc lao động kiếm tiền. Thế là nếu như mà mình nhắn tin cho bạn là bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. Thế sao em phải xài chiêu làm gì cho khổ thế? Dạ. Thế tại sao em được hay không được, gọi là được thì tốt mà không được thì cũng không được, bắt buộc là phải được. Tại vì em biết là bạn này cũng rất là nhiều anh tán tỉnh, nên là mình phải có một cái chiêu thì nó phải có sự khác biệt. Đó. Đấy, chứ nếu mà mình cứ săn đón thì lại giống như cái người đàn ông khác thì chưa chắc bạn ấy để ý. Ý chị nói á, là có nghĩa trong đầu em á, là em đã nhắm là em phải quen với bạn này rồi thì em mới mất công em xài chiêu như vậy. Chứ còn nếu không thì thôi, cứ nhắn theo kiểu ngoại giao thế thôi, nếu mà thích anh thì nhắn lại, không thì thôi. Còn đây là phải 7 ngày liên tiếp em à, 7 ngày liên tiếp mà lại nhắn, may mà không nhắn nhầm ấy. Để con nhắn bên Hải Phòng, nhắn bên Thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi nhầm, tên nhầm thì có mà chết. Ủa nhưng mà là em có suy nghĩ và em có nghi rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Tức là cái lúc đó, vâng, cái đợt là mới quen ấy thì là em chỉ nghĩ một điều rằng là nếu như mà anh này anh ấy cũng có nhan sắc này, công việc ok này, và lại sống một mình nữa thì em nghĩ là chắc chắn rất là nhiều người yêu. Nhưng mà thực ra ấy, là em chỉ nghĩ rằng là quan trọng cái người này người ta có xứng đáng với mình hay không. Mình có, tại vì lúc đấy em 25 tuổi rồi thì em nghĩ rằng là một là cái người này mình không phải cái tuổi để mà đi yêu một người mà tự dưng gọi là cái trò chơi nữa. Bây giờ đến với cái người này là mình phải xác định là người ta là chồng mình thì mình mới đầu tư thời gian. Còn không thì thôi. Chứ còn thực ra em cũng đoán là anh này rất là nhiều cái đối tượng, đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Nếu có điều kiện tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều người yêu thì là bình thường. Với em thì em không có cái gì mà em mấy cả, mà sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó, thì là cái vấn đề phát hiện thế nào thì một chút nữa kể rồi. Bây giờ anh rất quan tâm đến cái việc là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? 6 tháng. Có nghĩa là kể từ 7 ngày, sau 7 ngày mà không nhắn tin, đúng không? Vâng. Là 6 tháng sau là mới quen. Tức là anh này anh quen thì anh ấy cứ suốt ngày anh ấy thả tin nhắn như thế thôi. Xong lúc nào anh rảnh thì anh chơi cái kiểu này. Ví dụ như chẳng hạn như là em cứ đang ở nhà thì anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Cái máy sấy ở nhà. Hoặc là ví dụ như đang nhắn tin với em thì là cứ nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này, anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu, và em đang ở nhà thì em làm này kia, xong đùng phát thì anh ở Hải Phòng mà, đùng phát anh bấm chuông dưới cửa anh mà, anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em, thế anh ấy thì em bảo em đang ở mình, thế anh ấy bấm chuông cửa dưới, may mấy đứa con gái con dài chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, hay kiểm tra đột xuất. Chiêu mà chiêu của ổng mà đấy. Hay kiểm tra đột xuất xong là cứ bắt đầu em ở đâu thì bắt đầu là, chứ ví dụ ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy, hay em cho anh xem cái này xem cái kia đấy, xem là có ở nhà hay không. Nhưng mà sau, tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Đó, 6 tháng quen nhau thì bắt đầu phát hiện là như này. Cái hôm đấy bạn của anh ấy dắt một cái người bạn ở Hải Phòng lên, thì cái cô là con gái, thì cô tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy căng làm sai chưa. Thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, anh không nói gì Facebook. Thế là em thực ra để mà nói là em phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay, thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook. Nhưng mà em, thế là lúc ấy cô ấy ăn mực, cái cô bảo là chị rất là đi vệ sinh với, thế là lúc là em dắt cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lép không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì ấy. Thế xong em thì em cũng không hỏi chuyện gì cả, em không hỏi chuyện gì cả. Nhìn mặt tự dưng lúc đấy là tự dưng là mất tự nhiên rồi, đổi sắc mặt lên. Đúng rồi, kiểu gì nghĩ em là chắc là sẽ hỏi là Facebook là gì vào điều tra đây. Nhưng em không hề hỏi gì cả. Thế em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết. Thế là anh bảo chưa, thì người yêu cũ của anh ngày trước ấy thì là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết ấy. Thực ra giờ cũng không có cái gì nhưng anh không muốn cho em biết.
Thế bảo chứ anh sợ em hỏi người ta là Facebook của anh là cái gì các thứ đó kia, em không hề hỏi. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Rồi. Thế ra Facebook ra, thấy ra Facebook là như này, tức là ngày xưa anh ở một mình thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài thêu tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi, nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè với em tìm hết ảnh, nó không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái em vào xem Facebook thì có một cô. Thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay, thì lại là cái ông thần tài mà theo ấy. Theo nhà anh này. Đúng, thế thì em mới tìm ra là nhà cô ở chỗ này, cô này cô bán cái này cái kia, là em tìm ra hết, xong cô còn có mụn ruồi ở đây. Em tìm hết nhá, thì em không hề nói. Và ngày xưa là anh này, anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên. Thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa, chìa khóa con rùa. Thế em nhìn một phát em nghi ngờ, em bảo chứ tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này. Suy luận. Em suy luận, thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. Hai hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong, thì hai hôm sau em thấy cô đăng lên Face là cô ấy đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện ấy cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì bảo thôi chết rồi, ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Thế xong em bắt đầu em xuống đấy, em bắt đầu chơi chiêu. Tức là em mới xuống đấy một cái là em bắt đầu em chụp ảnh tất cả cái góc nhà của anh này, toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá hay lao là salon. Em chụp ảnh. Xong hôm ấy anh này say rượu, thế là em say rượu xong rồi em mới chụp, em bắt phải chụp với em. Tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình, nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai, mới cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là thế em là cái gì của anh, nếu mà anh còn còn tình cảm với người ta anh đừng đến với em nữa, còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên, xong bắt đầu là thế là người yêu mới lồng lên. Trời ơi, cái cô đấy mới lồng lên nhá. Cô đấy mới lồng lên, xong bắt đầu là tức là hôm ấy, tức là khi trước khi đấy thì em cũng gọi điện cho anh này rồi, em bảo là tức là em gọi là em biết rằng là người yêu anh nhà ở đâu, rồi cô ấy bán cái gì, nhà ngõ bao nhiêu, có nhiều biết hết rồi bên này, đúng rồi, số điện thoại bao nhiêu luôn em biết luôn. Thế là anh đánh sợ quá, em mất anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó. Còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không, đừng tiến đến với em. Còn em hôm cái cô đó cô đến có làm gì em? Không, cô không làm cái gì cả. Nhưng mà anh này anh vẫn qua lại với cả. Thôi giờ chuyển nè, qua bên đây. Thời điểm đó em giải quyết làm sao? Em lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Thì lộng lý do thì thứ nhất là cuộc sống của em sống một mình. Nghĩa là bố em thì mất từ hồi em học lớp 9. Nên mà em thì cũng ốm. Ba bị bệnh, nhưng mà bệnh bị liệt nửa người. Thế là em sống mình với em. Còn chị gái em thì lấy chồng như Hà Nội. Thế là mình sống cuộc sống là phải tự lo mọi thứ. Thế còn tất cả những cái vấn đề mà mình yêu ấy thì nó một cái gì đấy như em vừa nói với chị ấy, nó cũng niềm vui cho mình. Sau khi những cái công việc mà hàng ngày nó mệt mỏi thì đấy cũng niềm vui cho mình. Thế mình cảm thấy nó cuộc sống nó happy. Thì cái bạn gái cũ ấy thì bạn cứ còn trẻ, bạn ấy kém em cũng rất nhiều tuổi. Nhưng mà cuối cùng là em là tại sao em lại chọn đấy? Đấy, dạ vâng. Thế vì cái câu chuyện thì bạn ấy còn trẻ, thế là về cái suy nghĩ của bạn ấy nó chưa được sự chín chắn. Nhưng mà bạn Hằng này thì bạn ấy hơn bạn này về cái sự chín chắn trong suy nghĩ. Nên là bạn cũng rất là đảm đang, lâu lướng mọi thứ, rồi chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. Nhưng mà em giải quyết cô kia nó có dễ dàng không? Dễ. Thì thực ra thì đối với cô kia thì cô ấy khó thôi, chứ còn thì vì cô ấy rất là yêu em. Rồi bao lâu thì em cưới hả? Sau cái đó thì hai đứa bao lâu thì làm đám cưới? Sau khi giải quyết xong tầm một độ 3 tháng sau rồi. Em chữa 3 tháng. Sau 3 tháng sau nữa thì là quen nhau, thì là 6 tháng là chính thức quen nhau. Em bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chữa 3 tháng. Bầu hả? Dạ. Thì có bầu. Có bầu thì anh này thì anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn ấy. Tự dưng lúc đấy thì nói chung là rất là khó khăn. Là bên Khoa khó khăn hay là em? Em thì không có cái gì cả, anh này thì lại khó khăn. Nói chung là hai đứa đến với nhau thì nó không có một cái gì cả. Tức là trước đấy thì anh này thì có nhà, có xe, có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Bắt đầu là lấy nhau là hết, không còn một cái gì cả. Lúc đó là em cũng chưa kinh doanh luôn?
em có kinh doanh nhưng mà cái công việc của em nó, tức là khi mà em bầu thì cái công việc của em nó không cái công việc hiện tại á, em chưa kinh doanh cái mỹ phẩm và cái chưa công việc hiện tại là chưa. Tức là em ngày trước em chuyên về làm về spa, về thẩm mỹ viện, về chuyên về tắm trắng rồi. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy, em lại càng khó khăn nữa đó. Thì là anh này thì anh ấy cũng không muốn cưới, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em thể đó. Thế nên là em thì em không đồng ý. Em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra, nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm, bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang chầu cao đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có chầu cao đến hỏi bố mẹ em. Đó, có người lớn đến hỏi bố mẹ em thì anh kể tiếp đi. Thì như câu chuyện em nói ấy, thì bố em mất rồi, thế là đến hỏi cưới bạn này thì phải nhờ bảo chú em. Chú em với cả chú em với cả chị gái. Thì nói chung là sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới, một có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 15 rồi ạ. 10 năm. À lúc đó bé trong bụng là bé trai bé gái? Bé trai. Bé trai. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em ba. Ba đứa. Dạ. Wow, chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Trời ơi, ba đứa rồi. Dạ. Trai gái đủ cả hả? Dạ, hai bạn cuối cùng là sinh đôi. Trời ơi, vậy hả? Là một đứa nữ, một đứa trai, một đứa gái hả? Đâu, hai một hai bạn nữ là sau và bạn nam là đầu tiên. À, đứa trai lớn còn là hai sinh xong sinh là hai đứa nữ. Wow. Trời ơi, thôi vậy là ngon lành quá rồi. Ủa, nhưng mà là các bạn cái lần sau á là đẻ cặp song sinh á, thì mổ có khó khăn gì không em, hay có câu chuyện gì về cái việc gọi là sinh hai bạn ấy không? Cái câu chuyện thì nó cực kỳ dài, nhưng mà em chỉ chia mình sẻ ngắn gọn thôi. Em chỉ chia sẻ một chút này. Thực ra hai cái bạn đấy thì khi mà bọn em chửi em vất vả lắm, em chửi em thì em xin phép em kể cái sau khi mà lấy nhau đã xong sẽ hai bạn đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn. Cái cuộc sống tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa. Xong rồi làm cái gì, một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền. Có nghĩa là không có một cái việc gì nó như tức là vợ chồng tai. Tức là vợ chồng em, có nghĩa là những cái thời điểm ấy nói thì bảo cái thời này cách đây 10 năm mà gọi là trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Tiền thì nhà thì đi thuê. Và đợt đấy khi mà em đang bầu thằng đầu tiên ấy, cái bạn đầu tiên ấy, thì không có một cái gì luôn. Có nghĩa là vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng rang nhiều quá ấy, mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên Ban Thần Tài đi mua dưa để rang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy, thì chỉ gọi điện về quê là mẹ ơi, ở đây bây giờ toàn là gạo với cả toàn là rau của Trung Quốc, cứ nói thế để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng. Thế thì mẹ lại gửi rau với gửi gạo với gửi ngan ra, thì lại ăn được một tuần. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy, hai vợ chồng rất khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này thì chồng em thì cái yên nó bé như này thì chồng kiểu như là không ngồi được ấy. Bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của cái yên. Nó ngồi nó rất là khổ. Nhưng mà mình vẫn muốn là buổi chiều mình thấy lúc ấy cái công việc em nó không có, nó đang rất khó khăn, mình chở vợ mình buổi chiều là mới bắt đầu đi xe đạp điện rồi đi dạo. Ô, nhưng mà thực ra là để coi là kể sơ qua cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục đúng không? Bây giờ thì là hai anh chị là mình nhìn vậy là mình thấy là bây giờ đang rất là đúng rồi giàu có phủ phê rồi đúng không? Trời ơi. Thành ra mới kết luận lại á, là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi đúng không? Hai bạn lấy nhau mười mấy năm. Mười năm. Một thập kỷ đó. Nếp tẻ đủ cả. Đó, thì đầu tiên là phải chúc hai người, gọi là chúc mừng hai người đã, đúng không? Chúc mừng đã, nhưng mà rồi chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á, thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó
có lòi ra tật xấu gì không? À. Lúc đó bắt đầu mới là khi mà về ở chung nhà với nhau đó. Có tất cả đã lòi ra hết. Và những cái tật xấu đó tới bây giờ nó thực ra nó không phải là tật xấu đâu mà là có những cái mà quái thai quái thú của đối phương mà mình không biết cái lúc mình đang yêu á. Đó thì khi mà về với nhau như vậy á thì là những cái cá tính bắt đầu bộc lộ ra như vậy thì mình sẽ vượt qua cái điều đó như thế nào? Ví dụ như là bạn vợ có cái gì mà em bị bất ngờ á, có nghĩa là lúc mà khi yêu á là không có, nhưng lúc về mới thấy. Ví dụ như là nhõng nhẽo quá thể này, hay là có một cái gì đó nó em làm em bị bất ngờ á. Những cái gì mà chưa hài lòng và bất ngờ về những cái tính đó. Thì thực ra vợ em lúc mà quen em thì em thấy rất là hoàn hảo. Cái gì? Nhưng mà về làm vợ á. Vâng, được. Và khi về làm vợ thì mình thấy sau một thời gian khi đẻ con thì bạn ấy tập trung vào cái công việc kinh doanh, thì vợ em là livestream bán hàng mà. Nên là bạn ấy có cái việc nhà thì bạn ấy nó không được đảm bảo chu toàn lắm. Cái việc đấy thì cũng có giúp việc rồi, nhưng bây giờ hiện tại có giúp việc. Hai là cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Đâu tật xấu gì? Nghĩa là lúc nào cũng phải sờ người em ấy, tay kiểu như là lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Không chịu được. Có đó dễ thương mà. Có nghĩa là cứ gặp là đặt tay lên bụng. Để tay cũng sờ. Đi đâu sao em không để lên má hay để lên vai mà để tay lên bụng? Không, để là thói quen. Ý nói là chồng ơi chồng tốt bụng hả? Đấy là thói quen của em. Thói quen từ bé. Thế nên là bây giờ lấy chồng thì cũng thôi, nhưng mà đó là thói quen. Đâu có đó dễ thương đáng mà. Yêu mà. Nhưng mà có hay la con không? Có hay mắng con không? Có. Đó. Có bạn ấy cũng nhiều khi cũng áp lực công việc ấy, thì bạn cũng hay la mắng con, nhưng mà thực chất thì em sống thì em biết là bạn ấy cũng rất là yêu thương con. Rồi có ghiền shopping không? Đó. Có ghiền shopping không? Ôi giời, nghiện nặng luôn ạ. Đấy, nghiện nặng con nghiện đúng không? Em thì có khoảng độ 1 tủ thôi, nhưng bạn phải 4 tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi. Chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên một cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của bạn. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, rồi giày dép. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có ạ. Có nhiều ạ. Vẫn còn mang. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tật đó. Có nghĩa là mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Tôi là cái như là mặc không kịp luôn đó. Vợ em thì rất là thích khi mà gặp cái việc gì mà nó buồn ấy thì là đi shopping cái đấy, là giải sầu ngay. Giải sầu ngay. Rồi bây giờ Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì thực ra thì em xác định là mình là một người đàn ông trong gia đình thì mình là phải người gánh vác, nên là em thấy thì là vợ em có những cái thói quen, tuy nhưng mà mình cảm thấy cái thói quen đấy nó cái gì là nó gọi là vậy là quá là mình phải thay đổi. Thế là em nghĩ là chắc là em cũng không cần vợ em cứ thay đổi được, cứ như thế là cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng liền lãi với các con, thế là được. Nhẹ nhàng với các con đó. Cái bớt shopping lại em ơi, chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uống tiền lắm thì có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới phí lắm, thực sự rất là phí luôn. Nhà chị bị nên chị giờ gặp ai chị cũng khuyên hết á. Giờ chị bị. Nhưng mà nhiều khi đó là cái thú vui của người ta. Đúng rồi. Cái sở thích của người ta, không mua là xỉu đó, đúng không? Thôi chuyện sở thích khác đỡ tốn hao hơn đi em ơi. Rồi bây giờ tới em nè, đã bạn ấy có những tật xấu gì? Anh ấy thì nói chung là cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. chưa tìm cái đấy đã gào lên rồi, tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy, cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, tức là mỗi một người sinh ra thì không thể ai người ta cũng như ý của mình được. Có thể là mình mà mình có thể làm được nhưng người khác không làm được. Nhưng mà anh ấy hay kỳ vọng quá cao xong mà hay kiểu bực mình ấy. Cáu hay cáu hay đấy. Bực mình cáu lên xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu là đâu có anh ấy, đâu cái thứ đó kia. Nhưng chỉ loanh quanh ở đấy thôi. Đấy. Rồi. Cứ bắt đầu mỗi lần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con, cả ấy là rúm hết cả người mà. Rồi. Không hiểu bố lại đèn. Một tật xấu đầu tiên là hay gào. Hay gào. Rồi đó. Nhưng mà nè, có hay ăn cái chân diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Ui trời, anh có chân diện nha, anh chị nhìn điệu là chị thấy chân diện nha. Điệu lắm luôn hả? Đây là đó, em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi đó, rồi em thấy đó. Một logo đó. Đó em đó, em đó. Chân diện sao? Anh này thì anh ấy điệu lắm, anh ấy sạch sẽ, tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy. Và quần áo là phải giặt bằng tay. Là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy. Tức là anh ấy là một cái người như thế.
Nhưng mà không, cái đó là tật tốt rồi, chị đang hỏi em tật xấu thôi. Giờ có chuyên diện nè, có xài. Em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha. Còn ảnh có tốn tiền với quần áo, với đồ hiệu, đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng bao biện nè, bao biện là có nè, chắc chắn có đồ, luôn. Mấy cái đồ hiệu thì có giặt chung với mấy cái đồ không? Không ạ, giặt riêng. Anh không, anh em có mua một cái tủ lạnh để chuyên giặt quần áo của em thôi. Cả quần áo em, quần áo của em thì lúc nào hơi bẩn thì em mang ra tiệm giặt, còn không em giặt bằng có cái máy giặt nó cao cao này, mua mua 80 triệu. Là máy giặt hiệu luôn đúng không? Giặt hấp, coi như là máy giặt hiệu để giặt quần áo hiệu đúng không? Tức là em rồi, thích xài đồ hiệu đúng không? Còn vợ em thì ghiền shopping đúng không? Dạ, đó dạ, đúng chắc rồi. Hai chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng lòng đồng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền. Ừ, đó. Đấy, để mình phục vụ cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy đó. Bây giờ là mong em muốn chồng thay đổi gì? Em thì nói chung là mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Bớt cáu không? Mong bớt cáu lại. Tại vì là em cũng hiểu tại vì sao cáu mà, tại vì là áp lực công việc. Nhà em là cứ chồng em là cứ 6 giờ sáng dậy, xong bắt đầu là đi làm đến 1 giờ trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong thì hôm nào mà cứ vợ rủ ngủ trưa thì ngủ một tí, không thì lại đến 6 7 giờ tối về tập thể dục một tí xong rồi lại. Tức là cái áp lực công việc của anh ấy rất là nhiều. Em á cứ vừa đấm vừa xoa. Cái chương trình này nó bị lạc đề. Ví dụ có cái gì là tranh thủ, mình phải tranh thủ cơ hội để mà mình nói. Ờ đó anh ơi thế này nọ. Em nãy nghe nói là chồng cáu lên cái là gia đình ai nấy rúng gió lại hết đúng không? Thì á, thực ra áp lực ai mà không có áp lực em. Dạ. Cái thời đại này á, ở xã hội ai cũng có áp lực hết. Chứ không chỉ riêng ai. Mà người ta hơn thua nhau ở cái điều á, là mình kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Mình kềm hãm được cái áp lực đó để mình không xả cho vợ con mình. Đó là cái điều mà mình hơn người khác. Thực sự là như vậy mà. Trời ơi, chị áp lực lắm chứ bộ. Nhưng mà không bao giờ chị về mà chị cấu chồng hay là cấu con, không có luôn. Thiệt, mình tìm cái cách xả cách khác. Chứ mình không có xả lên vợ, lên con mình. Đúng cái rồi. Đó mới là cái hay. Ngược lại mình cũng vậy. Vậy thì em mình mong muốn luôn đi. Đó, mong muốn. Nói chung là mong muốn là chồng gọi là tạo áp lực cho người khác vừa vừa thôi. Cái nhất, cái thứ hai nữa là tìm cái đồ gì phải tìm kỹ, xong bắt đầu mới tìm đi rồi hay cấu đúng không? Tìm xong đã chưa tìm đã cấu. Không, mình cũng bị cái tính đó nè. Mình cũng bị cái tính đó. Rồi thôi, thực ra là bây giờ tụi em đã sống với nhau một thập kỷ rồi, cũng hiểu hết đường tơ kẻ tóc của nhau hết rồi. Vấn đề là bây giờ ai cũng giỏi hết, chồng giỏi, vợ giỏi. Tụi em càng giỏi thì tụi em sẽ càng nhiều áp lực. Và bây giờ vấn đề tụi em phải vượt lên chính mình bằng cách là giỏi hơn nữa, bằng cách là mình đừng tạo áp lực cho con cái mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, tức là vợ mình hoặc chồng mình. Cái đó là mới bền được. Cái đó mới bền được đó em. Chứ không là mệt mỏi lắm. Đến một lúc nào đó tụi em tiền kiếm gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần như vậy nữa là áp lực nó còn kinh hoàng hơn nữa. Đúng không? Thành ra là chị nghĩ là bắt đầu đè nén cảm xúc từ bây giờ sau đây. Và cũng rất là cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc của hai vợ chồng. À, thật sự mà nói là nhìn thấy hai bạn rất là đẹp đôi. Ganh tị với sợ và luôn đó. Phải nói là đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc và thành công trong công việc. Và rõ ràng là trời sinh ra hai bạn là một cặp. Và để có được hạnh phúc này đó là sự lựa chọn của cả hai. Đúng nghe. Hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn.